Hello anh em, mình là Vinh. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái máy khoan pin có búa dòng 12V của hãng Hitachi. Đây là một cái sản phẩm mới mà hứa hẹn sẽ có thể thay thế được một số dòng sản phẩm của Trung Quốc hoặc là cạnh tranh với sản phẩm của Makita hoặc là của Bosch. Con này là mã là DV12ADA, một dòng máy khoan pin 12V, và con này có những cái ưu điểm rất là nổi bật so với những dòng 12V hoặc là 10V8 của những cái hãng khác. Đây, thương hiệu Hitachi. Hitachi là thương hiệu chuyển tên từ Hitachi cho dòng công cụ cầm tay. Thì còn cái những cái sản phẩm khác về Hitachi, chẳng hạn như là máy cẩu, máy xúc hay là những cái máy lạnh gì đó thì nó vẫn là Hitachi bình thường. Nhưng mà Hitachi mảng công cụ, đây, nó là Hitachi, là Hitachi cũ á. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái bộ này. Thì đây nó đựng trong một cái thùng rất là đẹp. Thùng của Hitachi thì vẫn là những cái thùng đẹp nhất so với những cái sản phẩm của những hãng khác. Đó là cái phần mà mình nhận thấy ha. Nó và Makita, nói chung là cái kiểu của người Nhật thì người ta làm những cái đồ đó nó rất là chỉnh chu. Thì trong này nó sẽ có một cái cục sạc. Thì cục sạc trang bị cho mình là cục sạc 10V8 hoặc là 12V. Cục sạc này sạc được 4A ha, sạc được 4A, sản xuất từ Trung Quốc, điện 220. Đây cục sạc của chúng ta đây. Đó, con này thì nó chuyên thiết kế cho những cái nước châu Âu hoặc là những cái nước Singapore, đó là nó xài cái chuẩn chấu này nha anh em. Anh em về anh em chuyển qua nó cũng không có là vấn đề gì hết. Và đây là cái máy của chúng ta. Thì trong cái bộ này nó sẽ có gồm có một cái máy và hai cục pin. Thì cái dòng mới của hãng Hitachi là sử dụng pin nằm giống như là cái dòng 12V của hãng Makita đó. Hồi xưa thì nó sẽ sử dụng cục pin kiểu khác, cái kiểu nó hơi khác bây giờ một chút, cái kiểu đặc trưng của Hitachi luôn. Còn bây giờ nó là xài theo cái kiểu mới, nó giống hơn những hãng khác, nhưng mà pin hãng nào lấy xài không có xài chung được. Thì cái điều ưu điểm của cái máy này so với cái những cái hãng khác mình có cụ thể như là hàng Trung Quốc thì gì, tức là cái độ hoàn thiện của nó rất là tốt. Anh em nhìn cái máy là anh em thấy cái độ hoàn thiện nó cực kỳ cao, rất là đẹp. À, nhìn thấy là mướt mát luôn. Đầu kẹp là auto lock 10 ly, 20 cộng 1 cấp độ trượt, và nó có 3 chế độ khoan, chế độ khoan thường, chế độ bắt vít và chế độ khoan búa. Con này trang bị motor cái tốc độ không tải là 1400 đối với tốc độ nhanh và 350 dòng với tốc độ chậm. Thì ngoài ra những thông số về lực kéo thì mình sẽ xem ở trong cái catalog này cho nó chính xác. Đâu rồi? Nó không ghi mới ghê chứ. Nó có ghi những cái thông số về pin. Chẳng hạn như cục pin này khi mà anh em sạc đầy thì nó sẽ là chỉ có bao nhiêu phút ta? 37 phút thôi. Một cục pin dày sạc đầy trong vòng 30 phút, 70 phút. Thì cái ưu điểm mà nổi bật nhất của hãng Hitachi cái dòng máy này đó là gì? Nó trang bị đến hai cục pin và pin nó là 2.5A. Đa số những cái hãng bình thường khác nó chỉ trang bị pin 1.3 đến 1.5A thôi, hoặc là 2.0A như Makita. Nhưng của Hitachi là 2.5A. Thì anh em biết trong một cái máy pin mắc nhất là cục pin. Cục pin lúc nào cũng mắc tiền nhất trong cái máy pin hết trơn á. Nên là anh em thấy nó trang bị cho mình hai cục pin 2.5A, và pin này nó có đồng hồ báo pin. 5 vạch luôn, 4 vạch luôn. Quá ngon luôn. Hai cục pin như thế này. Đó là nó sẽ kéo dài thời gian sử dụng hơn rất là nhiều. Cục pin này sản xuất năm 2019 luôn, sản xuất tại Trung Quốc ha. Anh em mày đòi hỏi chỗ khác không có đâu nha. Hitachi Hitachi thì hiện tại nó chỉ sản xuất tại Trung Quốc với Malaysia thôi. Makita thì nó sẽ có thêm Thái Lan nữa. Cái này thì mình không thấy nó ghi những cái thông số về cái body máy. Không có ghi trên đây. Thì cái con này cái lực kéo của nó mình đoán nó nằm đâu đầm khoảng ít nhất là phải 30 Newton nhân mét. Thường là những cái máy như vậy thì nó phải là như vậy. Ba chế độ khoan. Máy Hitachi được một cái là rất là bền. Nói chung về độ bền nó gần như là đứng đầu trong những cái dòng máy khoan dụng cụ cầm tay luôn á. Máy cầm tay là nó gần như bền nhất luôn. Nói về máy móc, đó là cái trải nghiệm sử dụng của mình. Còn thực tế bây giờ thì nó có thể nó khác hơn hồi xưa. Nó khác hơn hồi xưa. Nhưng mà mình nghĩ đó là một cái điều mà hãng rất là tự hào. Bởi vì khi mà hãng qua Việt Nam họ luôn muốn định giá mắc hơn Makita. Nhưng thật sự là cái điều đó rất là khó khăn, tại vì họ định giá mắc hơn họ không bán được. Nên họ đang định giá làm sao có thể gần nhất hoặc là rẻ hơn Makita một chút. Thì cụ thể cái máy này đang được bán với giá bao nhiêu tiền? Nếu anh em mua cái con này thì đang được với giá là 2.735.000 cho một cái máy khoan pin như thế này. Quá ngon. Chỉ có 2.735.000 chúng ta đã trang bị được một cái máy pin 12V có búa
tốc độ 1400, trang bị 2 pin lithium 2.5A, bảo hành chính hãng 6 tháng của hãng Hai Cookie. Thì đây là hàng chính hãng, anh em mua thì anh em không phải lo vấn đề hết. Thì so với những cái hàng như là DeWatt hay là Makita thì cái dòng, hay là De Stanley, thì cái dòng này là một trong những cái đối thủ gọi là nặng ký, như là gần như là xịn nhất. Nó sẽ thua Milwaukee. Milwaukee dòng 12V thì anh biết là đỉnh của đỉnh rồi, nhưng mà nó mắc gần bằng 18V của một cái hãng bình thường như thế này. Của hãng bình thường như là hãng bình thường hay kỳ, của những hãng khác như là DeWatt hay là Makita, nó mắc như vậy đó. Còn nói về trong những cái phân khúc mà ngang hơn như Makita hay Cookie thì đây là gần như là đỉnh nhất cho dòng 12V. Sắp tới nó sẽ về nhiều cái dòng khác 18V nữa, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em đầy đủ luôn. Chỉ có 2.735.000 và mức giá này bao gồm 10% VAT và chưa gộp phí vận chuyển ha. Rồi, nếu anh em muốn sở hữu cái máy khoan pin nhỏ gọn dễ thương như thế này thì anh em hãy đến Store Là Mộc, địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Khoan gỗ, khoan sắt, khoan tường, một trong cái máy luôn, bắt dít nữa. Đó là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.